Thưa quý khán giả, các dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đã đi vào hoạt động, mang lại diện mạo mới cho địa phương cũng như là của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật chưa tốt, một số cá nhân đã dùng vũ lực chống đối lại lực lượng bảo vệ việc thi công một số dự án. Điều này dẫn đến vi phạm pháp luật, phạm tội chống người thi hành công vụ và phải mang án tù giam. Một số bị cáo đã kháng cáo cho rằng mình không phạm tội hoặc xin hưởng án treo nhưng đã không được tòa án chấp thuận. Qua đây là bài học để mọi người nâng cao hơn nữa nhận thức về pháp luật, không hành xử cảm tính dễ dẫn đến vi phạm pháp luật mà bản thân không mong muốn. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực xây dựng dự án nhà máy điện gió Lạc Hòa 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thị xã Vĩnh Châu, thì vào tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Lạc Hòa 2 đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Lạc Hòa 2. Để thực hiện được dự án, cần phải xây dựng 11 cống tạm và 9 cống đặt vĩnh viễn để phục vụ vận chuyển các thiết bị. Khi thực hiện thi công cống tạm B3 trên tuyến kênh Cây Me thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, thị xã Vĩnh Hải, thì có một số người dân tập trung ngăn cản, không cho thi công. Các ban ngành đoàn thể xã Vĩnh Hải và thị xã Vĩnh Châu nhiều lần giải thích, tổ chức đối thoại, nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục ngăn cản. Khi dự án được lực lượng chức năng đến bảo vệ thi công theo quy định của pháp luật, thì các bị cáo Trần Kỷ, Ngô Tòng Phi, Trần Tốn, Trần Thị Phương, Trương Thị Nhanh, Trương Văn Mó, Lý Văn Lào, Lý Văn Cần, Ngô Tòng Xuân, Thạch Thị Phiên, Lý Quốc Khái, Quách Giang Nhỏ, Ngô Học Trung, Lý Oản, Lý Sài Bó, Quách Hòn, Ngô Học Kiều, Ngô Tùng Lui, Ngô Tòng Túi đã có hành vi la hét, chửi bới, chống đối, đe dọa, ngăn cản và dùng các hung khí tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hậu quả là 13 cán bộ chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu bị thương. Về hành vi phạm tội của các bị cáo Trần Kỷ, Lý Văn Cần, Quách Hòn, Ngô Tòng Xuân, Ngô Tòng Túi, Ngô Ngọc Trung, Lý Văn Lào, Quách Văn Nhỏ, Ngô Ngọc Kiều, Ngô Tùng Luân. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, khi lực lượng công an tiến hành triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự thi công lắp đặt cống B3 trên tuyến kênh Cây Me thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Các bị cáo Trần Kỷ, Lý Văn Cần, Lý Quách Hòn, Ngô Tòng Xuân, Ngô Tòng Túi, Ngô Ngọc Trung, Lý Văn Lào, Quách Văn Nhỏ, Ngô Ngọc Kiều, Ngô Tùng Luân đã có hành vi dùng lời lẽ thô tục, chửi và dùng hung khí như cục đá, cây tiếp sắt, bình ga tấn công lực lượng công an. Hậu quả làm nhiều cán bộ chiến sĩ công an thi hành nhiệm vụ bị thương tích. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tòa án Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã xử phạt bị cáo Trần Kỷ 2 năm tù giam, Ngô Tòng Phi 1 năm tù giam, các bị cáo Trung, Nhỏ, Tốn, Hòn, Lui, Túi, Xuân, mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, bị cáo Oản, Khải, Bó, Kiều, Lào, Cần, Phương, Nhanh, Phiên, mỗi bị cáo 6 tháng tù giam và Trương Văn Mó 5 tháng tù giam. Sau khi bị cáo Ngô Tòng Phi kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội chống người thi hành công vụ, bị cáo chỉ chống đối không cho công ty điện gió đặt cống B3, bị cáo không chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chứng minh việc Phi bị xét xử tội danh nêu trên là đúng. Đối với kháng cáo cho rằng không phạm tội của bị cáo Ngô Hồng Phi, xét thấy quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành cho vợ của bị cáo là Trần Thị Phượng xem hình ảnh trong đoạn video và đã xác định bị cáo Phi là người dùng tay vật lộn với người làm nhiệm vụ, dùng khúc tiếp sắt, đá ném liên tục vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, đe dọa sẽ đốt cho nổ bình ga, tháo cây cột, nâng dây điện để đưa đường dây điện xuống sông Cây Me ở bút lục 1469. Đồng thời, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cũng thừa nhận những hình ảnh ghi lại sự việc xảy ra ngày 30 tháng 10 năm 2021. Cơ quan điều tra đã cho bị cáo xem lại và đúng là hiện trường xảy ra vụ án và diễn biến vụ việc đã xảy ra, bút lục 2157. Như vậy, lời thừa nhận của bị cáo là phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với vật chứng đã được thu thập. Hành vi của bị cáo chuẩn bị các khúc cây chàm, tiếp sắt, bình ga nhằm mục đích tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Tại hiện trường thì bị cáo đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử và tuyên bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự là có căn cứ, không quan đối với bị cáo. Vì vậy, kháng cáo cho rằng không phạm tội của bị cáo là chưa có cơ sở để chấp nhận. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, chứng cứ và cơ quan điều tra thu thập được, trong đó có đoạn video ghi lại sự việc diễn ra ngày 30 tháng 10 năm 2021.
lời khai của các bị cáo như Trần Kỷ, Lý Quảng, Trần Tốn, Lý Sài Phó đã xác định vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 để chống đối lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đặt cống B3 trên tuyến kinh cây me thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, trong đó có lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Bị cáo Phi đã có hành vi chuẩn bị các khúc cây tràm, tiếp sắt, bình ga để cùng các bị cáo khác tấn công lực lượng công an đang thực hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho việc thi công tại cống B3 kênh cây me. Bị cáo Ngô Tùng Vi trực tiếp tham gia câu vật và dùng cục đá, cây, tiếp sắt, bình ga tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, bị cáo Ngô Tùng Vi cùng với bị cáo Quách Văn Nhỏ đưa dây điện xuống kênh để cản trở không cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Hành vi của bị cáo Ngô Tùng Vi đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ. Việc bị cáo cho rằng bị cáo không chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ và không phạm tội chống người thi hành công vụ là không có căn cứ nên hội đồng xét xử tạm không chấp nhận. Còn các bị cáo Kỷ, Cường, Hon, Xuân, Túi, Trung, Lầu, Nhỏ, Kiều, Lui làm đơn kháng cáo đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy các nội dung mà các bị cáo yêu cầu là không có cơ sở xem xét. Khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo thì cấp sơ thẩm cũng đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công, nhận thức pháp luật hạn chế, đầu thú, quy định tại các điểm IS khoảng 1, khoảng 2, điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự mới theo quy định của pháp luật mà hội đồng xét xử sơ thẩm chưa áp dụng cho các bị cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Lý Văn Cần, Quách Hon, Ngô Tùng Xuân, Ngô Tùng Túi, Ngô Ngọc Trung, Lý Văn Lào, Quách Văn Nhỏ, Ngô Ngọc Kiều, Ngô Tùng Luân. Mặc dù các bị cáo có điều kiện để xem xét được hưởng án treo nhưng do tình hình tội phạm diễn biến phức tạp nên hội đồng xét xử sơ thẩm không xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo mà áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo là có căn cứ và phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Do đó, hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo. Xét thấy hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang dư luận. Bên cạnh đó, khi lượng hình đối với các bị cáo, hội đồng xét xử sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, có trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp thêm được các chứng cứ mới để thỏa mãn yêu cầu kháng cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. Căn cứ điều 356 của Luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Kỷ, Ngô Tùng Phi, Lý Văn Cần, Quách Hon, Ngô Tùng Xuân, Ngô Tùng Túi, Ngô Ngọc Trung, Lý Văn Lào, Quách Văn Nhỏ, Ngô Ngọc Kiều, Ngô Tùng Luân giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 15 ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tòa án dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Xử phạt bị cáo Trần Kỷ 2 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30 tháng 10 năm 2021. Xử phạt bị cáo Ngô Tùng Phi, tự là Phôi 1 năm tù. Xử phạt bị cáo Ngô Ngọc Trung 9 tháng tù. Xử phạt bị cáo Quách Văn Nhỏ 9 tháng tù. Xử phạt bị cáo Quách Hon 9 tháng tù. Xử phạt bị cáo Ngô Tùng Luân 9 tháng tù. Xử phạt bị cáo Ngô Tùng Túi 9 tháng tù, xử phạt bị cáo Ngô Tùng Xuân 9 tháng tù, xử phạt bị cáo Ngô Ngọc Kiều 6 tháng tù, xử phạt bị cáo Lý Văn Lào 6 tháng tù, xử phạt bị cáo Lý Văn Cần là 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tự nguyện hoặc bị bắt thi hành án. Có thể nói đây là các bản án nghiêm khắc để làm gương cho những trường hợp có hành vi chống đối với cơ quan chức năng khi thi hành công vụ. Đồng thời, người dân cần nâng cao hơn nữa nhận thức về pháp luật, hợp tác với các ban ngành đoàn thể để động viên giải thích. Mặt khác, thiết nghĩ các ban ngành đoàn thể chức năng cần có giải pháp phù hợp, giải thích động viên để người dân hiểu, thông cảm, chấp hành các quy định và tạo điều kiện tốt nhất để người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án có cuộc sống ổn định. Chuyên mục Công dân và pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.